Xin kính chào quý vị khán giả, quý vị các bạn đang theo dõi bản tin nhật ký cuộc sống của kênh truyền hình VTC14. Tôi là Thùy Dương và trước tiên sẽ là phần điểm tin chính. Ca mắc COVID-19 tại Hà Nội có xu hướng giảm nhưng không được chủ quan. Theo thông tin của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội, trong 3 ngày qua từ mùng 9 đến 11 tháng 8, số ca mắc được phát hiện mới trên địa bàn thành phố đã có xu hướng giảm sâu. Trong đó ngày 11 tháng 8 so với ngày 10 tháng 8 đã giảm 22 ca. Trao đổi với phóng viên, ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội cho rằng, hiện nay số ca dương tính SARS-CoV-2 mới phát hiện trong một vài ngày qua trên địa bàn thành phố có xu hướng giảm. Cụ thể, ngày 9 tháng 8 phát hiện 70 ca dương tính, ngày 10 tháng 8 phát hiện 62 ca và ngày 11 tháng 8 phát hiện 40 ca. Tuy nhiên, theo ông Tuấn, dù ca bệnh có xu hướng giảm nhưng người dân tuyệt đối không được chủ quan. Hiện nay, vẫn xuất hiện một số ổ dịch mới trên địa bàn. Thêm vào đó, ở các ổ dịch cũ vẫn còn phát sinh các ca mắc mới, do đó nguy cơ dịch trên địa bàn thành phố vẫn còn rất cao. Chúng tôi dự báo, trong tuần này và tuần tới vẫn sẽ phát sinh các ca nhiễm mới. Do đó, người dân tuyệt đối không được chủ quan mà cần thực hiện nghiêm quy định giãn cách xã hội, không ra đường khi không cần thiết, ai ở đâu ở yên đó theo yêu cầu của Thủ tướng, chỉ thị của Chủ tịch UBND thành phố, ông Tuấn nói. Phó Giám đốc CDC Hà Nội nhấn mạnh, thành phố sẽ tập trung tăng cường việc xét nghiệm ở các ổ dịch, khu vực có nguy cơ cao, đối tượng có nguy cơ cao để nhanh chóng phát hiện, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng. Đồng thời truy vết triệt để F1, khoanh và giảm vùng đỏ, vùng có nguy cơ rất cao, không để phát sinh chùm ca bệnh mới. Chính vì vẫn có rải rác các ca mắc mới không có triệu chứng, không có liên quan đến yếu tố dịch tễ, tiềm tàng lâu ngày, nên thành phố phải tiến hành triển khai xét nghiệm sàng lọc diện rộng ở các khu vực, trọng tâm là vùng đỏ để sớm bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng, ông Tuấn nêu. Lãnh đạo CDC Hà Nội cũng nhận định, dù thành phố đã tiến hành giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 trong vài tuần qua và có nhiều khuyến cáo, yêu cầu, nhưng hiện nay việc đi lại của người dân ngoài đường vẫn còn nhiều. Tôi muốn nói rằng, trong phòng chống dịch COVID-19, ngoài công tác xét nghiệm thì việc đẩy mạnh tiêm vaccine là rất quan trọng và thành phố đã, đang đẩy nhanh việc tiêm cho người dân khi có vaccine được phân bổ về. Ông Tuấn nói và đồng thời cho rằng, ý thức tự giác trách nhiệm của người dân trong việc phòng chống dịch, không ra đường khi không cần thiết, nghiêm túc thực hiện 5K, các cơ quan đơn vị phải dừng hết mới chính là vaccine tốt nhất. Khi chúng ta hạn chế tối đa được việc giao lưu ra đường cũng là hạn chế tối đa được sự lây lan của dịch bệnh, ông Tuấn nêu. Từ thực tế, phát hiện nhiều trường hợp dương tính khi có các triệu chứng dấu hiệu ho sốt, đau họng, khó thở, đau người, mệt mỏi, ớn lạnh, giảm hoặc mất khứu giác, vị giác trong cộng đồng. Phó Giám đốc CDC Hà Nội khuyến cáo, tất cả người dân trên địa bàn thành phố, nếu có các dấu hiệu này cần thông báo ngay đến cơ quan y tế để được tư vấn hướng dẫn, lấy mẫu xét nghiệm. Ông phân tích, một trường hợp khi có các dấu hiệu trên có thể đã mắc COVID-19, nên nếu không được lấy mẫu sẽ không thể chẩn đoán và điều trị kịp thời. Điều này sẽ rất nguy hiểm nếu bệnh chuyển biến nặng và có thể gây nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, cũng như nguy cơ lây nhiễm rộng ra cộng đồng. Khi có các ca nhiễm tàn mắc, được chẩn đoán muộn sẽ làm cho tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố diễn biến phức tạp, kéo dài và khó kiểm soát. Do vậy hiện nay, hàng ngày đều có nhân viên y tế trực tại các trạm y tế xã phường để tiếp nhận thông tin, hướng dẫn lấy mẫu cho các trường hợp này. Tất cả các xét nghiệm đều được thực hiện miễn phí, ông Tuấn nói thêm và nhấn mạnh, chỉ khi các trường hợp mắc bệnh tàn mát trong cộng đồng được phát hiện sớm, cách ly kịp thời thì mới có thể khống chế được đợt dịch này. Hai điều Hà Nội cần tránh khi xét nghiệm hơn 3 triệu người. Bác sĩ Nguyễn Thu Anh, Giám đốc Viện Nghiên cứu Y khoa Gold Coast tại Việt Nam nhìn nhận, kế hoạch xét nghiệm 3,3 triệu mẫu trên diện rộng của Hà Nội cho thấy thành phố đánh giá đúng mức độ nghiêm trọng của đại dịch. Và với 2 tuần giãn cách tiếp theo, đây là bước đi có tính chiến lược trong trận chiến chống COVID-19. Đêm mùng 10 tháng 8, Ủy ban nhân dân Hà Nội công bố văn bản do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Chu Ngọc Anh ký phê duyệt kế hoạch xét nghiệm sàng lọc diện rộng tại toàn bộ 30 quận huyện với số lượng ước tính khoảng 3,3 triệu mẫu, trong đó có 1,3 triệu mẫu real-time PCR. Mục tiêu của chiến dịch xét nghiệm lần này nhằm nhanh chóng phát hiện hết F0 còn lại trong cộng đồng cũng như sớm ổn định tình hình dịch bệnh. Khẳng định đây là việc đúng đắn, song bác sĩ Thu Anh cho rằng Hà Nội cần rút ra 2 bài học chống dịch đắt giá từ thành phố Hồ Chí Minh và bằng mọi cách không được phép mắc phải. Thứ nhất, Hà Nội cần tổ chức điểm xét nghiệm thật khoa học, không để xảy ra tình trạng người dân chen chúc, ùn kéo vào điểm xét nghiệm làm tăng nguy cơ lây nhiễm nơi đông người. Đặc biệt nguy hiểm khi đối tượng xét nghiệm hầu hết thuộc nhóm nguy cơ mắc COVID-19 cao. Thứ hai, với việc trong hơn một tuần, các đơn vị phải lấy, vận chuyển và xử lý xét nghiệm 1,3 triệu mẫu PCR là khối lượng công việc rất nặng nhọc, rất dễ xảy ra sai sót khi trả kết quả và nguy hiểm nhất là nhầm mẫu hoặc cho mẫu âm tính giả. Hà Nội cần có kế hoạch tổng thể từ chuẩn bị, xác định đối tượng, tổ chức điểm xét nghiệm, thiết bị, nhân lực vận hành máy móc, sinh phẩm cho đến trả kết quả. Và thành phố cũng cần định hình sẵn tình huống khi trong 3 triệu mẫu có 1.000, 10.000, thậm chí hơn 100 người dương tính sẽ ra sao, bác sĩ Thu Anh nói. Cơ quan chuyên môn của thành phố cần hướng dẫn, quán triệt quy trình lấy mẫu một cách chi tiết, chặt chẽ. Đối với 2 triệu xét nghiệm sử dụng test nhanh, bác sĩ này cho rằng thành phố cần hết sức thận trọng và phải chọn lựa loại kit có độ nhạy cao. Nếu sử dụng loại kit độ nhạy thấp, khả năng âm tính giả sẽ lớn.
và trong 2 triệu trường hợp làm test nhanh, chỉ cần 1% có kết quả âm tính giả, nguy cơ vô cùng lớn đối với Hà Nội. Bà Thu Anh lo ngại. Còn giáo sư tiến sĩ Nguyễn Anh Trí, đại biểu Quốc hội khóa 15 nêu ý kiến, thành phố cần chú trọng xét nghiệm và trả kết quả một cách nhanh chóng, chính xác và an toàn. Nếu xét nghiệm diện rộng, lấy cả triệu mẫu một lúc nhưng công suất phòng thí nghiệm, nhân lực không đáp ứng, chắc chắn để xảy ra tình trạng ùn ứ. Xét nghiệm xong nhưng 4 đến 5 ngày sau mới trả kết quả thì không còn nhiều ý nghĩa. Thành phố cần có phương án lưu trữ mẫu bệnh phẩm số lượng lớn trong khi chờ xét nghiệm, rồi bố trí nhân lực ra sao để vừa đảm bảo tiến độ, vẫn giữ sức khỏe cho nhân lực vận hành máy. Điều này vô cùng quan trọng, vị giáo sư cho hay. Ông chỉ nhấn mạnh, đây là thời cơ quý giá Hà Nội chặn đứng nguy cơ lây lan trước khi dịch bệnh lan rộng đến mức mất khả năng kiểm soát như ở thành phố Hồ Chí Minh. Bài học quý giá này đã được thủ đô rút kinh nghiệm sâu sắc khi chứng kiến sự phức tạp của dịch bệnh tại địa phương phía Nam trong 2 tháng qua. Đồng ý với quan điểm này, bác sĩ Thu Anh nói, thành phố cần tính toán tốc độ lấy mẫu phù hợp với năng lực lưu trữ và xử lý. Cùng với đó, Hà Nội cần có hệ thống trả kết quả xét nghiệm không tiếp xúc như cơ sở dữ liệu online, trả kết quả qua số điện thoại, địa chỉ email. Vị chuyên gia cho rằng, thành phố Hồ Chí Minh cũng từng vấp phải một sai lầm, đó là khi xét nghiệm ồ ạt, kết quả trả về với số lượng ca dương tính cao vượt mọi dự đoán, khiến thành phố bị động, không kịp trở tay với những diễn biến tiếp theo. Nếu số F0 tăng vọt sau khi sàng lọc 3 triệu người, Hà Nội cần có sự chuẩn bị chỗ cách ly, điều trị theo từng tầng, lường trước gánh nặng đối với hệ thống y tế để chủ động san sẻ sang tuyến quận huyện. Đây là sai lầm rất dễ mắc phải và Hà Nội có thể nhìn vào thành phố Hồ Chí Minh để thấy điều này nguy hiểm thế nào, bà Thu Anh nói. Với hơn 3 triệu xét nghiệm trong một tuần, bác sĩ Thu Anh thừa nhận đây là khối lượng công việc rất nặng nhọc, có thể dẫn đến nhiều nguy cơ, bất cập trong triển khai. Song bà khẳng định đây là giải pháp tốt nhất và duy nhất thành phố có thể thực hiện lúc này. Xét nghiệm thời gian ngắn tăng khả năng dập dịch và cắt ngắn thời gian thành phố phải tiếp tục giãn cách xã hội. Nếu sau một tuần, số ca nhiễm ở mức an toàn, thành phố có thể xem xét dừng hoặc hạ mức độ các quy định. Kéo dài thời gian xét nghiệm đồng nghĩa với kéo dài giãn cách, khi đó không chỉ kinh tế đình trệ mà cuộc sống, tinh thần người dân cũng bị ảnh hưởng, bà Thu Anh phân tích. Theo kế hoạch xét nghiệm diện rộng, Ủy ban Nhân dân Hà Nội ban hành tối 10 tháng 8, thành phố yêu cầu các đơn vị tập trung mọi nguồn lực, tranh thủ từng phút từng giờ để đánh giá nguy cơ lây nhiễm, bóc tách triệt để F0, kiểm soát không để dịch bệnh lây lan. Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu chỉ định xét nghiệm đúng, trúng khu vực nguy cơ, nhóm đối tượng nguy cơ và mở rộng xét nghiệm theo đại diện hộ gia đình. Ngành y tế có phương án chặt chẽ việc lấy mẫu, làm xét nghiệm thống nhất, phù hợp năng lực xét nghiệm trong 24 giờ không để mẫu tồn, đảm bảo công tác hậu cần đầy đủ, đồng bộ. Các đơn vị phối hợp linh hoạt khi triển khai thực hiện đảm bảo an toàn khi lấy mẫu, giãn cách phù hợp, không để lây nhiễm chéo. Kế hoạch này nêu rõ, từ ngày 9 tháng 8 đến khoảng 15 và 17 tháng 8, Hà Nội sẽ xét nghiệm với tổng số khoảng 1,3 triệu mẫu bằng kỹ thuật real-time PCR. Một số địa phương còn lại chủ động xét nghiệm test nhanh theo hướng dẫn chuyên môn của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật, dự kiến 2 triệu test nhanh. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM cho biết, qua điều tra và truy vết khoanh vùng, trong ngày hôm nay thành phố phát hiện thêm 2 ổ dịch mới. Trong số gần 32.000 bệnh nhân mắc COVID-19 đang được điều trị, có trên 1.500 bệnh nhân nặng đang thở máy và 15 bệnh nhân can thiệp ECMO. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM cho biết hiện có 27 ổ dịch diễn tiến đã được khoanh vùng, giám sát chặt. Thành phố đang theo dõi điều trị F0 cho khoảng hơn 12.000 trường hợp và 10.552 trường hợp F1 đang được cách ly tại nhà. Những trường hợp này sẽ được lấy mẫu xét nghiệm theo quy định. Để phát hiện sớm các trường hợp F0 trong cộng đồng cũng như kịp thời trả kết quả cho các khu cách ly, bệnh viện điều trị, thành phố cũng điều chỉnh việc phân bổ, điều phối mẫu xét nghiệm dựa trên công suất, nhu cầu của các đơn vị, xây dựng bảng phân công cụ thể và điều phối mẫu về phòng xét nghiệm khác khi vượt công suất để đảm bảo mẫu không bị ứ đọng và trả kết quả đúng thời hạn. Sở Y tế Hà Nội vào trưa ngày 11 tháng 8 cho biết vừa ghi nhận 25 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 18 ca tại khu cách ly và 7 ca tại cộng đồng. Các ca bệnh phân bố theo quận huyện Đống Đa 8, Thường Tín 6, Thạch Thất 4, Thanh Trì 3, Hoài Đức 2, Đông Anh 1, Ba Đình 1. Phân bố bệnh nhân theo chùm ca bệnh, chùm ho sốt thứ phát là 17, chùm sàng lọc ho sốt 4, chùm Tân Mai, Hoàng Mai 2, chùm liên quan tới Bắc Giang tại công ty SEI 1, chùm liên quan nhà thuốc 95, Láng Hạ 1. Phân bố 7 ca ghi nhận tại cộng đồng theo quận huyện, Đống Đa 4, Thường Tín 2, Thanh Trì 1. Chùm sàng lọc ho sốt cộng đồng có 4 bệnh nhân ở Văn Chương, Đống Đa. Chùm ho sốt thứ phát có 17 ca. Trong đó đáng chú ý có các bệnh nhân sinh năm 1994, địa chỉ tại Phùng Xá, Thạch Thất. Bệnh nhân là đối tượng F1 đã được cách ly tập trung từ ngày 22 tháng 7 cho đến ngày 7 tháng 8.
Sau hết thời gian cách ly tập trung, bệnh nhân về nhà tự cách ly. Ngày 10 tháng 8 được xét nghiệm sàng lọc bằng test nhanh, kết quả dương tính với SARS-CoV-2 nên đã lấy mẫu xét nghiệm chuyển lên CDC làm xét nghiệm khẳng định cho kết quả dương tính SARS-CoV-2. Chùm liên quan tới nhà thuốc 95 Láng Hạ có một bệnh nhân. Chùm Tân Mai Hoàng Mai có hai bệnh nhân ở An Khánh Hoài Đức. Chùm liên quan tới Bắc Giang tại công ty SEI có một bệnh nhân ở Võng La, Đông Anh. Với quyết tâm không để dịch bệnh lây lan rộng, thành phố Hà Nội đang tập trung mở rộng các vùng xanh. Mới đây, một mô hình tổ dân phố xanh cấp phường đầu tiên ở Hà Nội đã được thiết lập tại phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy. Do trên địa bàn chưa có ca F0 nào, nên chính quyền và nhân dân phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy đã thiết lập 6 chốt tổ dân phố xanh an toàn với quyết tâm giữ vững tổ dân phố an toàn không có dịch COVID-19. Các chốt được đặt trên trục đường chính, tại chợ và các khu dân cư không có dịch COVID-19. Theo thông tin, ông Nguyễn Hoàng Đức, Bí thư Đoàn Thanh niên, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội chia sẻ, mô hình tổ dân phố xanh được thành lập từ lúc 5 giờ 30 phút sáng ngày 10 tháng 8. Ngoài 6 chốt kiểm soát COVID-19 do phường thiết lập, còn có nhiều chốt nhỏ tại các ngõ vào các khu dân cư. Tại các tổ dân phố xanh này, người lạ ra vào đều phải khai báo y tế, thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K, người vận chuyển hàng hóa đến chỉ được giao tại bàn chốt trực, không đưa trực tiếp vào nhà dân. Các lối ra vào được rào lại, chỉ còn một lối đi duy nhất. Hầu hết mọi người đều đồng lòng, vui vẻ, tự nguyện thực hiện các nội quy phòng dịch nhằm bảo vệ vùng xanh tại khu dân cư. Bộ Y tế vừa có văn bản gửi UBND TP.HCM về việc sử dụng vaccine Verocell. Vaccine phòng COVID-19 này đã được Viện Kiểm định Quốc gia Vaccine và Sinh phẩm Y tế tiến hành kiểm định chất lượng, cấp các giấy chứng nhận xuất xưởng. TP.HCM đã triển khai tiêm 19.000 liều vaccine Verocell. Đây là vaccine nằm trong số lượng 500.000 liều được tài trợ trước đó. Với số lượng 19.000 liều vaccine Verocell được phân bổ này, TP.HCM bắt đầu triển khai tiêm chủng trong đợt này. Số vaccine này được tiêm cho 3 nhóm người, bao gồm công nhân nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa làm việc tại Việt Nam, người dân Việt Nam có nhu cầu học tập, làm việc, kinh doanh tại nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, người dân có nhu cầu sử dụng vaccine này, đặc biệt ở các địa phương sát biên giới với nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Bộ Y tế cũng cho biết, vaccine Sinopharm đã được Tổ chức Y tế Thế giới phê duyệt, nằm trong danh sách vaccine sử dụng khẩn cấp để phòng chống dịch COVID-19. Sinopharm cũng được nhiều nước trên thế giới đưa vào sử dụng trong tiêm chủng. Theo cập nhật thông tin tình hình tiêm chủng vaccine COVID-19 của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM, vào trưa ngày 11 tháng 8, TP.HCM đang thực hiện chiến dịch tiêm đợt 6 với nguồn vaccine hỗ trợ của Bộ Y tế. Một thông tin vui trong lĩnh vực nghiên cứu và sản xuất vaccine COVID-19 của Việt Nam. Sáng ngày hôm nay, Đại học Y Hà Nội bắt đầu tuyển tình nguyện viên tham gia thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 của vaccine ARCT-154 phòng COVID-19. Đây là ứng viên vaccine COVID-19 thứ 3 ở nước ta được thử nghiệm trên người, sau vaccine Nanocovax đang thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 và vaccine Covivac bắt đầu thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2. Hôm nay, Trung tâm Dược lý Lâm sàng Trường Đại học Y Hà Nội đã bắt đầu khám sàng lọc để tuyển người tình nguyện tiêm thử nghiệm giai đoạn 1 vaccine ARCT-154. Vaccine do tập đoàn Vingroup thông qua công ty thành viên là công ty cổ phần công nghệ sinh học VinBioCare đã tiếp cận đàm phán với công ty Actros Therapeutics Inc. của Hoa Kỳ để mua công nghệ. Có khoảng 300 người đến khám sàng lọc, trung tâm sẽ chọn ra 100 người để tiêm thử nghiệm. Chung là vì ngành nghề mình cần như là muốn là kiểu vừa thử nghiệm vừa là coi như tiêm trước luôn được. Bởi vì bây giờ dịch bệnh xã hội đang rất lan tràn nên là tôi cũng rất là sợ cái dịch bệnh này nên tôi muốn đăng ký để tiêm. Và người dân cũng nhận thức được là tiêm vaccine là hết sức quan trọng. Do vậy trong một thời gian rất ngắn chúng tôi đã tuyển lựa được gần 1.000 đối tượng nghiên cứu tham gia và sẽ trải qua các cái khám sàng lọc rất là kỹ lưỡng để lựa chọn ra 100 người tình nguyện đủ các cái tiêu chuẩn về mặt khoa học, về mặt chuẩn mực trong đạo đức đúng như các cái quy định của Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu y sinh. Vaccine ARCT-154 là loại vaccine chứa RNA tự nhân đôi được cải tiến để có thể phòng chống biến thể Delta. Nghiên cứu sẽ được thực hiện cả 3 giai đoạn 1, 2, 3 ở Việt Nam trên người tình nguyện. Những người có đủ điều kiện để tham gia thử nghiệm phải đảm bảo các yêu cầu. Trong độ tuổi từ 18 đến 59, không có tiền sử mắc các bệnh nhiễm trùng, SARS, MERS hoặc là SARS-CoV-2.
chưa từng tiêm vaccine phòng chống COVID-19. Đồng ý tuân thủ các quy trình của nghiên cứu và thực hiện ít nhất 8 lần thăm khám lâm sàng theo lịch trình nghiên cứu tại Trung tâm Dược lý Lâm sàng, Trường Đại học Y Hà Nội. Là người lớn, khỏe mạnh, không có bệnh nền và không phải sử dụng bất kỳ loại thuốc nào thường xuyên. Các tiêu chuẩn cũng khá là ngặt nghèo theo chuẩn mực của quốc tế. Tại vì pha 1, pha 2, pha 3 thì cũng đã làm ở nước ngoài. Thế và chúng tôi theo đúng các chuẩn mực của quốc tế. Vaccine ARCT là loại vaccine chứa RNA tự nhân đôi được cải tiến để có thể phòng chống biến thể Delta. Nghiên cứu sẽ được thực hiện cả 3 giai đoạn 1, 2, 3 ở Việt Nam trên người tình nguyện tham gia nghiên cứu từ 18 tuổi trở lên. Trong đó, giai đoạn 1 thực hiện tại Trường Đại học Y Hà Nội trên 100 người tình nguyện. Giai đoạn 2 thực hiện trên 300 người tình nguyện tại các tổ chức nhân thử và tại cộng đồng ở các tỉnh triển khai nghiên cứu. Giai đoạn 3, số lượng 20.600 đối tượng, bao gồm giai đoạn 3A, 600 người tình nguyện, 3B, 20.000 người tình nguyện. Dự kiến vào ngày 15 tháng 8 năm 2021 sẽ tổ chức khởi động chương trình thử nghiệm lâm sàng vaccine ARCT-154 phòng COVID-19 tại Trường Đại học Y Hà Nội. Tỉnh Đồng Tháp cũng đang là điểm nóng của dịch bệnh. Số ca bệnh không ngừng tăng lên, trong đó có nhiều bệnh nhân đã trở nặng. Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc đã nhanh chóng được bố trí lại và chuyển công năng thành bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng. Hiện đội ngũ y bác sĩ của Bệnh viện Trung ương Huế đang chịu trách nhiệm điều trị cho những bệnh nhân mắc COVID-19 ở đây. Trong phóng sự ngắn ngay sau đây, chúng tôi sẽ cùng quý vị đến thăm bệnh viện này và cùng nghe tâm sự của một bác sĩ trong cuộc chiến giành giật sự sống cho người bệnh. Được sự phân công của Bộ Y tế, đoàn công tác của Bệnh viện Trung Huế vào công tác ở Bệnh viện Sa Đéc từ ngày 14 tháng 7 năm 2021. Sau khi vào Bệnh viện Sa Đéc thì chúng tôi đánh giá tổng thể tình hình công tác điều trị ở đây. Thì nhận thấy rằng do chuyển đổi công năng từ một bệnh viện đa khoa sang bệnh viện điều trị cấp cứu về COVID, do đó bệnh viện gặp nhiều lúng túng. Nhất là về tổ chức sắp xếp các phó phòng chưa hợp lý, chưa bảo đảm theo về phân công dập nhịp những trong một chiều. Thì được tin nên đó, chúng tôi đã cùng với bệnh viện sắp xếp lại các phòng ốc hệ thống khu điều trị cách ly COVID theo bảo đảm cũng loại vùng sập vùng bằng lối đi theo một chiều, bảo đảm thông thoáng không khí và bố trí là các cái phòng theo nguyên tắc vùng hành chính, vùng đệm, vùng sập nhiệt, từ đó tạo bảo đảm an toàn trong phòng ngừa lây nhiễm. Về điều trị thì chúng tôi xây dựng các quy trình, phác đồ điều trị và xây dựng các kíp bác sĩ để phân bổ điều trị, có người điều phối giữa các nhóm để hỗ trợ. Hiện nay công tác điều trị là dần dần đi vào ổn định và các quy trình về điều trị cũng như công tác điều trị cũng được thực hiện nghiêm ngặt và từ đó thì cũng vấn đề điều trị bệnh nhân mang lại hiệu quả rõ rệt. Còn hết rồi trong 2 ngày liền thì bệnh viện không có ca tử vong và hiện nay những ca bệnh nặng, bệnh nguy kịch đã được kiểm soát, chúng tôi điều trị tốt những ca bệnh vừa, bệnh nặng không để chuyển nguy kịch, bởi vì ca nguy kịch thì được cao trị kịp thời và duy trì điều trị hiệu quả hàng thấp nhất cả về ca tử vong.